choáng ngợp trước màn đồng diễn trong đại hội thể thao của trường đại học ở Trung Quốc. Một từ thôi, đỉnh. Đây là đoạn clip được quay lại tại đại hội thể thao của một trường đại học ở Phúc Châu, Phúc Kiến, Trung Quốc, trường Mân Giang. Cảnh tượng đồng diễn đã khiến nhiều người ngỡ ngàng và thốt lên. Đỉnh của chóp. Nhìn qua có thể thấy độ đồng đều trong từng động tác, vũ đạo, khớp chuẩn tăm tắp theo nhịp nhạc, hệt như quân đội. Quan sát kỹ hơn, sinh viên biểu diễn được chia thành các hàng với trang phục khác nhau. Hầu hết đều là các trang phục cổ truyền của Trung Quốc qua các thời kỳ. Một số nhóm thì sẽ mặc trang phục hơi cách tân. Thật sự mà nói, nếu để xét về vũ đạo thì các pháp sư Trung Hoa đã ở một tầm cao khó ai so bì được. Từ phục trang, âm nhạc đến biên đạo đều đỉnh của chóp và vô cùng hoàn hảo. Không chỉ Đại học Mân Giang mà hầu như trường nào cũng tổ chức cực hoành tráng với đại hội thể thao này. Ví dụ như màn xếp hình trên sân vận động của Đại học An Huy cũng đã từng khiến nhiều người nổi da gà. Thôi thì xin phép không nói nhiều nữa để anh em thầm nhớ, vì tôi ù mê mất rồi. Và các bạn đừng quên like, share, subscribe để cùng Tám TV cập nhật những câu chuyện thú vị.